Thứ tư sau lễ Chúa Hiển Linh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi cho 5.000 người được ăn no nê, lập tức Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bethsaida. Trong lúc người giải tán đám đông, sau khi cho họ đi, người lên núi cầu nguyện. Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình người ở trên đất. Người thấy các ông phải vất vả chèo trống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, người đi trên mặt biển mà đến với các ông, và người định vượt các ông. Nhưng các ông thấy người đi trên mặt biển lại tưởng là ma, thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy người và hoảng hốt. Lập tức, người bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Người lên thuyền với các ông và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt vì các ông đã không hiểu phép lạ hóa bánh ra nhiều. Lòng các ông còn chai đắng. Cũng được xếp đặt trong khung cảnh của lễ Chúa Hiển Linh. Nơi đấy Thiên Chúa tỏ lộ cho con người biết Ngài là đấng cứu độ. Ngài là đấng uy quyền và đầy tình thương. Tình thương đó được thể hiện nơi Thiên Chúa quan phòng. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại biến cố ngay sau khi Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Và Chúa muốn con người hãy xuống núi đối diện với cuộc sống của mình. Bởi sau phép lạ đấy, con người bị cám dỗ, ỷ lại nơi chính bản thân Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa, Ngài muốn con người, muốn các môn đệ, muốn giải tán đám đông để họ đi vào cuộc sống. Nhưng Thiên Chúa chính Ngài, Ngài không bỏ rơi họ, Ngài vẫn hằng theo dõi họ. Ngài sai các môn đệ xuống thuyền và Ngài, Ngài vẫn hằng theo dõi, Ngài vẫn hằng ở cùng với họ. Trong những lúc khó khăn trong cuộc sống, những lúc biển cả gió lớn, chính Ngài, Ngài đến với họ. Cũng giống như ba nhà đạo sĩ, trong đêm tối được ánh sao soi dẫn. Cuộc sống của con người chúng ta cũng vậy, ta vẫn được Thiên Chúa hằng soi sáng cho chúng ta. Nhưng đôi khi trong cuộc sống, ta không ngước mắt nhìn lên ánh sao. Ta cứ tưởng rằng đấy là một sự ngẫu nhiên hay một sự có sẵn như vậy. Không hẳn. Chính Thiên Chúa, Ngài vẫn đang soi sáng cho chúng ta trên bước đường đầy những khó khăn. Nhưng chính chúng ta có nhận ra không? Đức tin của chúng ta có đủ để nhận ra nơi Thiên Chúa trong các biến cố đời thường hay không? Các môn đệ trong bài tin mừng ngày hôm nay, mặc dù trước đấy đã tận mắt chứng kiến phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhưng các ông vẫn nghi ngờ khi thấy Chúa đi trên mặt biển. Các ông vẫn nghi ngờ, tưởng là ma. Cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta lãnh nhận nhiều ơn lành từ Thiên Chúa, nhưng có những lúc khó khăn, có những lúc đêm tối sóng gió của cuộc đời, ta lại quên Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta ý thức được điều đấy, để nơi Thiên Chúa, Ngài là tình thương, Ngài là uy quyền, thực sự đụng chạm đến mỗi người chúng ta, cho chúng ta cảm nghiệm được một vị Thiên Chúa đang đồng hành với chúng ta thực sự, đồng hành trong những lúc vui buồn. Xin được như vậy. Amen.